quyển 2, những lời khuyên về nhân quả, phần hạ. Khuyên những người cầu công danh. Người chuyên cần đọc sách trong thiên hạ, sáng sớm đã thức dậy, đêm khuya còn chưa ngủ, ngày đêm nối tiếp. Như thế cũng chỉ vì cầu được công danh sự nghiệp. Cha khuyên con, thầy khích lệ học trò, trọn ngày không cho là đủ. Như thế cũng chỉ vì cầu được công danh sự nghiệp. Nhưng có kẻ tuổi còn niên thiếu, đã sớm đỗ đạt cao. Lại có người văn tài uyên bác cổ kim, nhưng thi hoài chẳng đỗ. Chẳng phải chuyện sang hèn được mất đều do trời định đó sao? Đã do trời định thì lẽ đương nhiên là những người thuận ý trời sẽ được trời giúp, mà những kẻ nghịch ý trời ắt phải bị trời loại bỏ. Chỉ riêng một điều giới không giết hại, hàng trí thức nho sĩ mỗi khi nhắc đến thường cho là chuyện không cấp thiết, bất quá chỉ riêng là lời dạy của nhà Phật mà thôi. Than ôi, đâu chỉ riêng nhà Phật thương xót bảo vệ mạng sống muôn loài, còn nhà nho lại ưa thích chuyện giết hại hay sao? Xưa kia, tiên sinh Trình Minh Đạo khi giữ chức huyện bạ ở Thượng Nguyên, thấy dân làng nhiều người dùng chất keo dính bôi vào đầu cây sào để bắt chim, liền ra lệnh chặt gãy hết những cây sào ấy, sau lại ra lệnh cấm hẳn việc dùng sào bắt chim. Lại như Lưỡng Nguyên Minh, cũng là một nhà nho, được chân truyền sở học của họ Trình, gia đình nhiều đời thờ Phật, giữ giới không giết hại và thường làm việc phóng sinh. Khi ông làm quận thủ, trong nhà lúc nào cũng sẵn có măng khô, nấm bào ngư khô để dùng làm thức ăn, thay thế cho việc giết hại vật mạng. Các vị nho gia ấy đều thật sự nhận thấy rằng tham sống sợ chết là tâm lý chung của muôn loài, là thuận theo ý trời, không thể làm ngược lại. Những ai có thể lấy tâm nguyện hiếu sinh của trời đất làm tâm nguyện của mình, ắt phúc lộc cũng theo đó mà đến với họ. Vì thích ăn sò không thi đỗ. Vào những năm đầu triều Tống, ở Trấn Giang có người tên Thiệu Bưu. Một hôm nằm mộng thấy mình đi đến Minh Phủ, có vị trưởng quan ở đó hỏi rằng: ông có biết nguyên nhân vì sao đến giờ ông vẫn chưa thi đỗ hay không? Thiệu Bưu đáp: không biết. Vị quan ấy liền đưa Thiệu Bưu đến một nơi, nhìn thấy có một cái chảo lớn đang nấu đầy sò. Những con sò ấy, Thiệu Bưu đến thì đồng thanh gọi tên ông. Thiệu Bưu sợ quá chắp tay niệm A Di Đà Phật. Những con sò trong chảo nghe niệm Phật xong đều biến thành chim sẻ vàng bay đi mất. Từ đó về sau, Thiệu Bưu phát nguyện giữ giới không giết hại vật mạng. Sau ông thi đỗ làm đến chức quan An Phủ Sứ. Lời bàn: việc công danh khoa bảng của con người tuy là do thiên tào ban xuống, nhưng nếu có oan gia cản trở chống đối, quỷ thần cũng không thể ngăn được. Những ai muốn được đường mây thênh thang, công danh rộng mở, sao có thể không suy ngẫm kỹ việc này? Đế quân hiện mộng. Vào cuối triều Minh, có người thư sinh đất Thục tên là Lưu Đạo Trinh. Một hôm có khách đến nhà thăm, Đạo Trinh định giết một con gà đãi khách, bỗng tìm không thấy gà đâu nữa. Khách ngồi chơi rất lâu, Đạo Trinh liền định giết một con vịt khoản đãi. Lúc ấy lại cũng không thấy vịt đâu cả. Đạo Trinh đi tìm, thấy cả gà và vịt đang cùng trốn kỹ trong một chỗ tối. Vịt lấy đầu đẩy gà ra, gà cũng lấy đầu đẩy vịt ra. Hai bên cố hết sức xô đẩy nhau, nhưng đều im thin thít, không có một tiếng kêu nào. Lưu Đạo Trinh quan sát cảnh ấy, bỗng nhiên ngộ ra rằng tham sống sợ chết là tâm lý chung của muôn loài. Sau đó, ông liền viết bài văn Giới Sát khuyên người đời từ bỏ sự giết hại vật mạng. Vào tháng 7 năm Tân Dậu, có người bạn của Lưu Đạo Trinh nằm mộng thấy đi đến Điện Văn Xương, gặp đế quân đưa cho xem một tờ giấy, bảo rằng đây là bài văn Giới Sát
khuyên người đời từ bỏ sự giết hại do Lưu Đạo Trinh viết ra, khoa thi năm nay Đạo Trinh sẽ đổ. Người bạn ấy tỉnh dậy vẫn nhớ, đem sự việc kể lại cho Lưu Đạo Trinh nghe. Nhưng Đạo Trinh không tin, đến khi bản vàng đề tên, quả đúng như vậy. Lời bàn: các loài cầm thú với con người, tuy hình thể khác nhau, nhưng sự nhận biết, cảm giác thật không khác. Hãy xem khi các con thú bị đuổi bắt, chúng cũng kinh sợ trốn chạy, phát tiếng kêu la thảm thiết, cố sức vượt rào leo tường để mong chạy thoát. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp khi bị lệnh vua bắt bớ đuổi giết, cha mẹ kinh hoàng chẳng biết phải làm sao, vợ con gia quyến bị đẩy vào cảnh chết không đường thoát, nỗi hãi hùng kinh sợ ấy nào có khác gì nhau? Lại xem khi con vật bị giết hại, như lúc cắt tiết một con gà, cả bầy gà kinh hãi kêu la, mổ thịt một con lợn, cả đàn lợn buồn bã bỏ ăn. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp lúc loạn lạc, giặc cướp lộng hành, trước mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết hại, vợ con bị bắt bớ đưa đi, tình cảnh bi thương ấy cũng tương đồng không khác. Lại hãy xem khi con vật bị cắt xẻ giết mổ, ruột gan phơi ra mà nơi miệng còn thều thào hơi thở, hoặc cổ họng đã bị cắt đứt mà đôi mắt vẫn còn mở to chưa kịp nhắm. Nếu đem so với con người chúng ta, lúc lâm chung đớn đau thống khổ, toàn thân bất động, chỉ biết đưa mắt nhìn, đành cam tâm bất lực, nào có khác chi nhau? Thế nên, người đời nghe chuyện gà vịt xô đẩy nhau, né tránh cái chết, phải biết đau lòng mà ghi nhớ mãi. Nhờ phóng sinh cùng được thi đỗ. Huyện Cối Kê thuộc tỉnh Chiết Giang có người tên Đào Thạch Lương. Một hôm cùng đi với Trương Chi Đình ngang qua chùa Đại Thiện, nhân đó mua lương phóng sinh lên đến hàng vạn con. Năm ấy, vào mùa thu, Thạch Lương nằm mộng thấy một vị thần hiện ra bảo rằng: khoa thi này, lẽ ra ông chưa đỗ, nhưng nhờ công đức phóng sinh nên sẽ thi đỗ sớm hơn một khoa. Đến khi bản vàng đề tên, quả nhiên đúng thật. Nhân đó, Thạch Lương liền nghĩ, việc phóng sinh cũng dựa vào sự tán trợ của Trương Chi Đình, lẽ nào công đức chỉ mình ta được hưởng? Cách mấy hôm sau, có danh sách từ Nam Kinh đưa đến, hóa ra Trương Chi Đình cũng đổ. Lời bàn: gần đây có một tập tục xấu, mỗi khi có người dự thi hương, thi hội, thì thân quyến cùng nhau góp tiền tổ chức cúng tế cầu đảo, giết hại vật mạng nhiều không kể xiết. Gọi là để cầu thần ban phúc, nhưng thật ra chính là tạo tội. Những người sáng suốt phải hết sức trừ bỏ tệ nạn này.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.